Huấn luyện viên trưởng Gungwankin nhận bằng pro muốn trở lại Việt Nam. Cựu huấn luyện viên của U23 Việt Nam vừa nhận bằng huấn luyện viên pro sau thời gian dài theo học từ khi còn làm việc tại Đông Nam Á. Tôi đã có bằng AFC pro và đáp ứng các tiêu chuẩn cao nhất của huấn luyện viên. Nhà cầm quân sinh năm 1974 chia sẻ. Ông Gungwankin sẵn sàng quay lại với công việc chuyên môn và không còn vướng bận gì khác để tìm việc làm trong thời gian tới. Cựu huấn luyện viên của Việt Nam cho biết khi đang học ở Hàn Quốc, ông có nhận vài lời đề nghị làm việc thông qua công ty đại diện. Do vậy, do còn có việc cá nhân ở Mỹ nên ông phải bay về và đang sống tại Los Angeles. Tôi muốn quay lại Việt Nam nếu như có cơ hội, không nhất thiết là phải dẫn dắt các đội tuyển. Ở cấp độ câu lạc bộ vẫn có những thử thách thú vị, ông bày tỏ khát khao. Đây là lần đầu tiên nhà cầm quân người Hàn Quốc bày tỏ mong muốn rõ ràng và công khai về việc muốn trở lại Việt Nam. Trước đó, có thông tin ông đã làm việc với một số đội V-League nhưng không có kết quả. Ông vẫn theo dõi tình hình bóng đá Việt Nam ở cấp độ đội tuyển và V-League. Nếu như ông Park làm việc từ 4 đến 5 năm thì ông Gungwankin thực tế chỉ làm việc 6 tháng. Ông dẫn Việt Nam dự vòng chung kết U23 châu Á và lọt vào tứ kết sau trận thua 0-2 trước Ả Rập Xê Út. Sau đó, ông và VFF không gia hạn nữa trước khi hợp đồng hết hạn vào tháng 3 của năm 2023. Hiện tại, huấn luyện viên trưởng Philippe Chaussier đang đảm trách các công tác huấn luyện ở cả U23 Việt Nam lẫn tuyển quốc gia thay cho ông Park và ông Gungwankin. Có thông tin, ông Park cũng muốn làm việc ở V-League, nhưng ở vị trí là giám đốc kỹ thuật. V-League 2023 hiện không có huấn luyện viên Hàn Quốc nào so với những năm về trước. Huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo nhắm chiếc ghế giám đốc kỹ thuật câu lạc bộ Công an Hà Nội. Vốn có khởi đầu mùa bóng chưa thực sự như ý muốn, đã xuất hiện những thông tin tân binh Công an Hà Nội tính chuyện thay huấn luyện viên trưởng. Bên cạnh luồng thông tin đó, nhiều hồ sơ đã được gửi đến lãnh đạo đội bóng này. Khá bất ngờ là có cả hồ sơ của huấn luyện viên Park do người đại diện của ông gửi đến. Phía câu lạc bộ Công an Hà Nội xác nhận đã có cuộc trao đổi với huấn luyện viên Park Hang-seo, nhưng đại diện của đội bóng này nhấn mạnh ông Park Hang-seo hay trợ lý Lee Jong-jin chỉ là một trong số những phương án mà đội chuẩn bị. Sau chiến thắng tưng bừng trước Bình Định hôm ra quân, câu lạc bộ Công an Hà Nội đã làm một hơi ba trận từ hòa đến thua. Thất vọng nhất là thua câu lạc bộ Hà Nội và Viettel ở các trận derby thủ đô. Những trận thua rất rõ ràng cho thấy mục tiêu vô địch mùa bóng 2023 của câu lạc bộ Công an Hà Nội sẽ khó mà hoàn thành nếu không có những điều chỉnh phù hợp. Hiện tại, câu lạc bộ Công an Hà Nội đang ở Nha Trang để chuẩn bị cho trận đấu ở vòng 1 Cúp Quốc gia 2023 gặp Khánh Hòa. Cũng từ diễn biến trong các ngày qua, huấn luyện viên trưởng Foyanio đang gặp áp lực không nhỏ. Ông thầy người Brazil này thừa hiểu chuyện gì sẽ đến với ông nếu như đội không thể lấy vé vào vòng đấu tiếp theo. Còn với ông Park Hang-seo, được biết đến mọi chuyện thuận lợi thì ông cũng sẽ chỉ làm giám đốc kỹ thuật câu lạc bộ Công an Hà Nội. Còn vai trò huấn luyện viên trưởng thì ông đề cử trợ lý Lee Jong-jin. Tổng thống Indonesia chỉ đạo chủ tịch Liên đoàn bóng đá tính kế tránh án phạt của FIFA. Liên đoàn bóng đá Indonesia đang nỗ lực vận động hành lang để thoát khỏi án phạt nặng của FIFA sau khi mất quyền tổ chức U20 World Cup. Sau khi đọc bản kế hoạch từ FIFA, Tổng thống Indonesia đã ngay lập tức yêu cầu một chiến lược để cải tổ bóng đá Indonesia. Đồng thời chúng tôi sẽ có thêm những cuộc nói chuyện với FIFA để giữ tư cách thành viên. Điều này có nghĩa rằng Tổng thống không muốn bóng đá Indo bị cô lập, Chủ tịch Erick Thohir nói với truyền thông Indo ngày 31 tháng 3. Vị lãnh đạo của PSSI bày tỏ hy vọng FIFA sẽ không áp dụng các biện pháp trừng phạt nặng như nhiều năm về trước. Năm 2015, bóng đá Indo bị cấm tham dự nhiều giải đấu ở cấp độ đội tuyển quốc gia và câu lạc bộ do chính phủ can thiệp sâu vào các hoạt động bóng đá. Hiện nay, FIFA mới chỉ thông báo rằng họ đang nghiên cứu các biện pháp trừng phạt PSSI. Vào tháng 10 của năm 2019, FIFA trao quyền đăng cai World Cup U20 cho Indonesia. Tuy nhiên, giải đấu bị hủy do dịch Covid-19, quyền đăng cai của Indo được bảo lưu đến năm 2023. FIFA không tước đi tư cách chủ nhà của đất nước vạn đảo dù thảm họa dẫm đạp ở sân Karanjuhan khiến hơn 130 người thiệt mạng xảy ra. Tuy nhiên, đến khi Indonesia không đảm bảo được việc tiếp đón các đội tuyển tham dự giải đấu, FIFA quyết định hủy quyền đăng cai của chủ nhà. Tối ngày 29 tháng 3, Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA thông báo hủy đi tư cách chủ nhà World Cup của Indonesia. Một ngày sau, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Argentina Claudio có cuộc gặp với chủ nhà tịch FIFA để thảo luận về việc đăng cai World Cup U20. Nếu như cuộc đàm phán này thành công, Indo sẽ chính thức nói lời chia tay với U20 World Cup. Suất tham dự giải đấu của họ được chuyển cho Argentina. Không chỉ thiệt hại nặng về kinh tế, bóng đá Indo còn đánh mất nhiều thứ quan trọng hơn nữa như cơ hội thi đấu đỉnh cao của các cầu thủ trẻ, niềm tin của người hâm mộ, đồng thời đứng trước nguy cơ phải nhận thêm án phạt từ FIFA. AFC bất ngờ thay đổi luật, đội tuyển Việt Nam gặp bất lợi tại giải châu Á. Tờ The Time Asian Games cho biết, Liên đoàn bóng đá châu Á có sự thay đổi trong cách phân chia nhóm hạt giống tại Asian Cup 2023. Theo thông tin từ tờ The Asian Games, AFC mới đây đã đưa ra thay đổi trong cách phân chia nhóm hạt giống tại Asian Cup 2023. Tờ báo này cho biết, AFC sẽ xếp nhóm hạt giống theo thứ tự trên bảng xếp hạng của FIFA. Theo quy định cũ, 12 đội bóng lọt vào vòng loại cuối World Cup sẽ chắc chắn nằm trong hai nhóm hạt giống đầu tiên tại Asian Cup 2023. Trong khi đó,
Các đội bóng còn lại sẽ được sắp xếp nhóm hạt giống dựa theo bảng xếp hạng FIFA. Phóng viên Martin Love của tờ The Asian Game cho biết, những sự thay đổi lớn nhất là hai đội Uzbekistan và Jordan được lên nhóm 2, trong khi đó tuyển Việt Nam cùng Syria phải xuống nhóm 3. Dựa theo cách tính mới, thầy trò huấn luyện viên Chelsea sẽ nằm cùng nhóm với Bahrain, Syria, Palestine, Kyrgyzstan và Lebanon, trong khi ba đại diện còn lại của khu vực Đông Nam Á là Thái Lan, Malaysia và Indonesia đều nằm ở nhóm hạt giống số 4. Việc rơi xuống nhóm số 3 là thiệt thòi lớn với đoàn quân áo đỏ, bởi đây chúng ta có nguy cơ phải gặp những đội bóng rất mạnh thuộc nhóm 1 và 2. Thông tin liên quan, theo kế hoạch Asian Games 2023 sẽ bắt đầu khởi tranh từ ngày 12 tháng 1 đến ngày 10 tháng 2 năm 2024. Trước đó, Trung Quốc được chọn làm chủ nhà giải đấu này, nhưng do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nên AFC đã chọn Qatar làm nơi đăng cai. Huấn luyện viên Thái Lan tuyên bố U22 Việt Nam không có cửa tại SEA Games 32. Huấn luyện viên trưởng Goragus Rimaka tuyên bố Việt Nam không đủ sức để ngăn cản Thái Lan tại SEA Games 32. Chia sẻ với tờ báo hàng đầu xứ Chùa Vàng Siam Sport, cựu huấn luyện viên trưởng Rimaka đánh giá cao lứa cầu thủ U22 Thái Lan hiện tại sau màn trình diễn ở Doha Cup 2023. Tôi chỉ có cơ hội theo dõi hai trận đấu của U22 Thái Lan. Phải thừa nhận, tôi ấn tượng tốt với đội hình của Thái Lan hiện tại dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên trưởng Srirato, người vừa có chuyến du đấu để giành vị trí thứ tư tại Doha Cup 2023. Ban huấn luyện có một kế hoạch đào tạo bài bản. Do vậy mà tôi tin rằng ở kỳ SEA Games 32, U22 Thái Lan sẽ không gặp khó khăn trong việc giành huy chương vàng, ông Srimaka nói với Siam Sport. Tại Doha Cup 2023, trong khi Việt Nam gây thất vọng khi để thua cả 3 trận, đứng cuối bảng xếp hạng khi không có được điểm số nào, thì Thái Lan để lại dấu ấn với thành tích thứ tư cầm hòa Ả Rập Xê Út với tỷ số 2 đều ngay trận ra quân. Họ có chiến thắng đầu tiên tại Doha Cup gặp chủ nhà Qatar với tỷ số 1-0 và để thua Kuwait ở trận tranh hạng 3 với tỷ số 1-0. Đánh giá thêm về lứa cầu thủ tiềm năng của Thái Lan, cựu huấn luyện viên U23 Chùa Vàng còn cho rằng các cầu thủ trẻ của Thái Lan ở cấp độ châu Á có thể chiến đấu với nhiều đội bóng khác nhau, thậm chí không có đối thủ nào sánh kịp ở cấp độ Asian, đặc biệt là SEA Games diễn ra vào tháng 5 tới. Ông Srimaka là huấn luyện viên kỳ cựu của bóng đá xứ Chùa Vàng, từng dẫn dắt U23 Thái Lan vô địch ở kỳ SEA Games 29. Theo dự kiến, Campuchia dự kiến sẽ tiến hành bốc thăm chia bảng môn bóng đá vào ngày 5 tháng 4 tại sân vận động quốc gia Modrok Techo. Sau lễ bốc thăm, các đội bóng có hơn 3 tuần chuẩn bị cho giải bóng đá khu vực. Theo kết quả phân loại hạt giống, đội chủ nhà Campuchia và đương kim vô địch Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 1 môn bóng đá nam. Điều này đồng nghĩa Việt Nam có nguy cơ sẽ phải chạm mặt với đối thủ mạnh là Thái Lan ngay tại vòng đấu bảng. Bên cạnh Thái Lan, thầy trò huấn luyện viên Chelsea có thể sẽ chạm mặt những đội bóng mạnh như Indonesia, Malaysia, Singapore. Dù có nguy cơ lọt vào bảng đấu khó, nhưng những mục tiêu duy nhất của Việt Nam vẫn luôn là giành vé bảo vệ thành công tấm huy chương vàng danh giá.